Điện lạnh Minh Trung chào mọi người nhé. Mình sẽ tiếp tục làm tủ lạnh mà mọi người làm việc của mình nhé. Hình như ăn là thú rồi đúng không?
cùng mất công làm. Cái này không có nitơ nó mới tắt ẩm. Nó không có nitơ hôm qua không nitơ thổi. Yeah.
tơ thổi.